Chào mừng các bạn trở lại với channel của Mạnh Trần. Hôm nay đội bóng Sông Lam Nghệ An tổ chức sinh nhật cho huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đức Thắng. Đây là những hình ảnh và video quay lại khoảnh khắc đội trưởng Nguyễn Mạnh cùng các đồng đội tặng quà bánh sinh nhật cho huấn luyện viên Đức Thắng. Sinh nhật của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đức Thắng vào ngày 12 tháng 10 và hàng năm. Và năm nay là sinh nhật thứ 43 của thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đang tập trung rất đầy đủ trước nhà nghỉ của đội bóng để chuẩn bị tặng hoa bánh cho huấn luyện viên. Chiếc bánh của bạn đó là đội trưởng Trần Nguyên Mạnh và Hoàng Quân Bình đang tặng hoa và bánh cho thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An. Và bây giờ là màn chụp ảnh làm lưu niệm. Sau lưng các bạn đấy, trước mặt các bạn đó là có hai ngoại binh Olaha và Vinicius cùng tham gia chúc mừng sinh nhật thứ 43 của anh Nguyễn Đức Thắng. Phải nói là đây là những hình ảnh đẹp nhất, kỷ niệm đẹp nhất mà không phải câu lạc bộ nào cũng có. Sông Lam Nghệ An là một đội bóng tập thể, đoàn kết, giàu truyền thống và đặc biệt là con người xứ Nghệ. Và đội bóng xứ Nghệ là 100% là người gốc xứ Nghệ ngoài các ngoại binh. Sông Lam Nghệ An luôn đào tạo ra những nguồn nhân tài để kế cận cho các đàn anh. Và năm 2020 sẽ là một năm đầy thách thức với đội bóng xứ Nghệ bởi một số cụ cột sẽ hết hạn hợp đồng và sẽ có người ra đi và có người ở lại. Người xứ Nghệ có một câu là Sông Lam không bao giờ cạn, nhân tài Nghệ An cũng không bao giờ thiếu. Và hôm nay là ngày sinh nhật của anh Đức Thắng, mình gửi tới anh Đức Thắng một lời chúc sức khỏe, công tác tốt và thành công trong công việc. Hôm nay bóng Sông Lam được anh Đức Thắng mời một bữa cơm thân mật, đó là một món dê, tiết canh dê, dê tùng xẻo, dê xào lăn và toàn là dê. Vâng. Trên màn các bạn đó là cầu thủ Vinicius, anh đang được các đồng đội mời món tiết canh dê nhưng anh không thể ăn được. Cầu thủ Sông Lam đang chúc mừng huấn luyện trưởng Nguyễn Đức Thắng bằng những lon nước ngọt. Tục video là những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc mà đội bóng chúc mừng sinh nhật của thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại clip sau.